Tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là cháu bé Tường Lam cùng với là những cái phát ngôn của một số vị sư thầy trong cái câu chuyện này. Thì những ngày vừa qua đây quý bà con, chắc là bà con theo dõi một số kênh, chắc là bà con cũng đã biết rồi. Thông qua cái sự việc của Tường Lam thì chúng ta thấy rằng cái như là hiện bây giờ có rất nhiều người vẫn còn gọi là cái như là dị đoan mê tín. Cực kỳ khủng khiếp. Sau khi mà bé Tường Lam được cái kênh độc lạ quay lên thì có rất nhiều người liên lạc qua kênh để mà nhờ bé Tường Lam trị bệnh. Trời đất thánh thật ơi. Tôi hỏi quý bà con, cái đau yếu bệnh tật thì phải đi bác sĩ, phải đi cái nhà thương điên, chứ sao lại là cái như là tìm tới bé Tường Lam để nhờ nó trị bệnh quý bà con, đúng không? Nếu mà bất kỳ ai đó mà đi nhờ bé Tường Lam trị bệnh đó thì tốt nhất là đi tới chỗ là cái bệnh viện tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa, Đồng Nai cho nó gần. Tự nhiên một con bé, tôi nói với bà con, nó hí mũi chưa sạch đấy, rồi cái như là nó học thuộc lầu những cái bài kinh, bắt đầu là cái như là gán ghép cho nó là Phật tái sinh. Còn có mấy thằng YouTube thật sự ra cả đời rồi, nó thật sự nó cũng chẳng biết cái giống đất gì. Rồi cũng lên gọi là ma mị, bảo rằng bé Tường Lam là cái như là cá hóa rồng của là Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát xuống đây để mà cái như là cứu phổ độ chúng sanh. Liên quan chỗ phổ độ chúng sanh đấy, tôi nói nếu mà bé Tường Lam này nó phổ độ được đó, nó phổ độ được thì nó thật sự bây giờ nó phải phổ độ trước cho gia đình đó, có nghĩa là cha mẹ nội ngoại đôi bên, cho nó chưa đến lượt của quý vị, được không? Nếu nó phổ độ được chúng sanh đó thì bây giờ nó thật sự nó phải là giúp cho mẹ nó có một căn nhà, đúng không? Có cần nó lên không gian mạng mà nghe lời mẹ lời ba mà để mà nó ao ước có một căn nhà không quý vị? Một đứa trẻ cái thông minh cũng là cực kỳ nguy hiểm với những cái con người này. Để lợi dụng sự thông minh con của người ta rồi đưa lên, rồi có những cái lời lẽ bi a, có những cái ngôn từ thật sự. Và tôi nói đêm hôm tôi nói rồi, bé Tường Lam nó giống như là một cái cơn mưa rào, một cơn mưa giông đó quý vị. Cái sự việc bé Tường Lam đấy, rồi cái như những kẻ mà gọi là mạo danh là cái như là cư sĩ tu sĩ mà từ trong hang trong núi đó, giống như cái dạng mà ếch nhái sau một cơn mưa rào, rồi cái như là ngấp miệng lên, thấy là mấy ngày vừa qua là cái quạp quạp miết, chỗ nào cũng là quạp quạp, chỗ nào cũng là cái như là thể hiện ta đây là một người chân tu. Trời đất thánh thần ơi, tôi nói có nhiều cái bà lên mà tôi nói quý vị, xin lỗi một câu, cái thân hình của bà mà nói thật sự nó phì nhiêu quá trời quá đất. Ta tu ta có thần thông như vậy, ta có tâm linh như vậy thì ta phải tìm cái đường nào mà anh nó dám mở chứ, ngừ là đi không nấu, phải là gọi là phải nói là phải cấu, mà nó thật sự 150 tấn tới mà cấu lên, tôi nói là cái như là nó còn rễ cằn đó. Anh rồi ngồi ở nhà nó dấp, anh rồi nó thật sự anh ăn cơm trần gian mà nói toàn chuyện trên trời không, ăn cơm trần gian mà còn không có anh mà đi nói chuyện toàn nói chuyện trên trời đó. Rồi tôi đêm hôm tôi từ trến tôi mới về, tôi biết là bé Tường Lam là nó là một trong những người là đệ tử của bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời đất thanh thần ơi, bắt đầu lên ma mị, lên sổ tràng tràng đấy, hỏi sao cô biết, trời ơi cô dùng tâm linh đấy. Hỏi sao cô biết, trời ơi cô là một trong những người là cái như là cũng nằm trong cái cõi đó, cõi gì đấy. Có cái bà mà đêm hôm qua tôi lên tôi chửi một trận đấy, hôm nay cũng lên một kênh khác mà nay nói mạnh mồm hơn đấy, nay nói mạnh mồm hơn là cái như là cô cũng là một người trong cõi đó. Tôi nghĩ bà đây nó thật sự bà dạng dạng cõi, tôi nghĩ nó nằm cái cõi dưới không phải cõi trên. Cái cõi mà cõi nằm cái chẳng hạn đó quý vị, cái cõi chi, cái tu chi mà nó thật sự lên mà một đứa bé, mà một đứa bé mới có cái là 5 tuổi thôi, hơn 5 tuổi chút đó, mà lên lại gán ghép cho nó là cái thiên chức này thiên chức nọ, trách nhiệm này trách nhiệm nọ, sao bây giờ vậy?
nó thật sự cái xã hội bây giờ là một trong những xã hội văn minh mà sao mà tồn tại những con người mà nó thật sự nó mượn đạo tạo đời buôn thần bán thánh mà nó dớ miệng ra là nói toàn cái dạng dạng u mê lâu, với như là lâu dài thôi, nó toàn là dị đoan mê tín không, sạch mùi mê tín, sạch mùi dị đoan. Cứ lên đó tôi nói với bà con cũng phải nên khôn chút, cho trong cái vụ con ven là gọi là cộng đồng mạng cũng lên bờ xuống ruộng ra. Con ven bây giờ là cho nó tiền nhiều quá, nó không biết làm chi, rồi vô vũ trường quán bar đấy, rồi nó ăn nó nhậu, rồi nó bà con thấy con ven nó vô nó múa, trời ơi nó múa mà nó hấy 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 như là nó thật sự gây ngành mà múa cột vậy đó. Vậy mà bảo rằng là đi gọi là phố độ chúng sanh. Đến bây giờ một con bé Tường Lam là vô tội, bé Tường Lam nó không có biết chi hết trơn trọi quý bà con, nó giống như một cái tờ giấy trắng, nó giống một tờ giấy trắng. Bây giờ mình muốn vẽ hay sao mình vẽ và mình nói chi là nó thật sự cái túi đây là cực kỳ, khi mà cái tố chất con bé thông minh thì mình nói cái chi đó thì nó sẽ nghe và nghe những cái chi mà nó cảm thấy là nó ưng nó thích đó, thì nó sẽ thuộc. Nhiều đứa trẻ mà 2-3 tuổi rồi nó thật sự nó biết bập bẹ, nó hát thì nó cầm micro nó hát karaoke chuyện bình thường. Chị đang nghe cái điệu nhạc đấy là nó biết cái bài hát đấy là gì rồi, nghe điệu nhạc đó là biết bài hát đấy, cái lời bài hát như thế nào rồi. Thiếu gì không? Mà tại sao là phải là gắn vô một câu là cái như là bé là tái sinh, đâu có thấy không, có thấy là tái sinh không? Hay là bây giờ những cái vấn đề đây tôi nói quý bà con, những cái vấn đề tái sinh đó là khoa học vẫn chưa giải thích được, mà nó áp thế đây nè, những cái mà khoa học chưa giải thích được á thì người ta lại đưa về cái vấn đề tâm linh, tâm linh huyền bí lắm, tâm linh không giải thích được. Những cái mà khoa học không giải thích được bắt đầu họ đẩy về tâm linh hết, đẩy về tâm linh hết, mà trong đó có tâm linh thật và trong đó có nhiều người họ mượn vào tâm linh để họ kiếm ăn. Mấy ngày vừa qua bà con thấy mấy bà mà ở trong cốc trong am đó, ở trong cốc trong am rồi cái như lâu quá rồi không có cái cơ hội gọi là cái như là ra để mà cái như là múa miệng đó, bây giờ bà ra quá trời luôn. Mấy ngày vừa qua tôi lướt là mấy cái kênh mà cái như là ở dưới miền Tây chu cha nó lên đâu mà nó thật sự quý bà con, nó lên mà thấy con người nào con người nói nó thật sự mà cá tạ thiệt không chứ có ai mà nó thật sự là mi nhon đâu. Rồi lên đấy rồi ngồi nói cái nói dấp nó tước nó láo nó xạo để mà dẫn dụ để ma mị. Tôi nói tại sao cái xã hội bây giờ chỉ có một ông thầy gọi là ông Thích Chí Trung, ông này nói là thật sự đúng theo cái như là những cái mà cái khoa học hiện tại đấy. Bây giờ đó, bây giờ thầy Thích Chí Trung thầy hỏi luôn đó, bây giờ cái túi của thầy này cũng đã gần đất xa trời rồi nè, ông đang thở oxy đó quý vị, ông thầy Thích Chí Trung hiện bây giờ đang thở oxy đó. Thì hỏi rằng bé Tường Lam đó, con đoán đi, con đoán thầy Thích Chí Trung khi nào cả như là thầy đi, đoán đi con, đoán thầy Thích Chí Trung khi nào thầy cả như là qua đời đấy. Ông lên ông hỏi đó, toàn là ma mị không, toàn gì đoan mà tiếng không. Tôi nói chơi kiểu mà nó đoán này tới thời điểm đây mà nó quốc cho mấy chục năm sau thì làm chi cái chuyện mà ai còn nhớ mà để mà kiểm chứng đấy. Thì bây giờ không, con đoán thầy Thích Chí Trung đó. Đấy, ông thầy mà ông lên mạng rồi mấy ngày vừa qua ông bức xúc, tuy là ông đang ôm cái bình oxy ông thở mà ông nói là đâu đây là tà kiến, đây là dị đoan mơ tiếng quá. Thì thôi con đoán được thì con đoán cho thầy đi, khi nào bắt đầu là khi nào là thầy kể như là qua đời. Tôi hỏi quý vị bây giờ mà nói thật sự cỡ thầy Thích Chí Trung đây mà nó đoán không ra, thôi đừng có nói cái chuyện mà tâm linh hiền bí nha. Đừng nó có nói cái chuyện mà tâm linh tâm đồ, đừng có nói cái chuyện mà cái lên không gian mạng mà ma mị. Thì thôi ta muốn có cái nhà thì ta lên ta nói thật sự đây là lỗi từ người cha người mẹ, chứ bé này hoàn toàn không có lỗi. Ta muốn có cái nhà thì ta vô ta nói cái như là bây giờ nó thật sự tôi mới vừa bán miếng đất, chồng tôi cũng đau yếu bệnh tật quá trời quá đất không làm ăn gì được, mà bây giờ ở nhà thuê nhà trọ thì bây giờ bà con cho tôi xin cái nhà đấy. Nó thật sự chơi thẳng luôn, giống như cái bà mà Úc Dân mà ở tại Trà Vinh đó quý vị, bà cần tiền thì bà lên bà xin tiền thôi. Bà nói bây giờ đấy, cái thân hình tôi đây nè, thân hình tôi đây bây giờ u cũng sâu tư rồi đấy, bây giờ mà ai mà thích tôi thì kinh cho tôi 200 triệu trả nợ rồi rước tôi về làm vợ đấy, mà đã 64 tuổi rồi đấy, phải tự tin như bà đấy.
Thì bây giờ giả sử mình cần nhà, cần cửa, cần cái chi, cần đầm ngăn hay cần chi đó là lên sinh thánh luôn. Bây giờ là chơi văn hóa sinh thôi, đừng ma mị. Ma mị người ta chữ chắc à, mà phải sinh. Cần cái chi là sinh cái đấy à, cần tiền là lên sinh tiền, cần nhà lên sinh nhà, cần biệt thự sinh biệt thự. Chứ đừng có mượn đạo tạo đời, đừng có lợi dụng vô cái đạo mà nó thật sự nó làm nó ô uế cho cái đạo à. Cái đạo người ta đẹp như vậy à, cái đạo Phật là một trong những cái đạo trí tuệ à, chứ không phải cái đạo Phật là để ma mị, để gì đâu ma tín, để cho những kẻ gọi là cái dựa vô cái đạo để kiếm ăn à. Đạo Phật người ta nói thật sự quý bà con à, cái chi á, nó cũng là có một cái ý nghĩa, một cái triết lý mà để cho những con người chúng ta phải học hỏi theo đó. Ở trong tâm của mỗi con người đều có Phật, mà sao không dùng tâm Phật của mình để đi 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 gọi là đi hành thiện đi, mà phải chờ một con bé gọi là 4 tuổi. Con bé 4 tuổi nó không thể nào, nó thật sự nó không thể nào mà đi phổ độ hết chúng sanh đâu. Nó muốn phổ độ phải phổ độ cha mẹ nó có cái nhà cái đã. Còn thần tài thần đồ đấy quý bà con, nói chuyện được cái thần tài là chắc anh, nếu như tôi mà nói chuyện thần tài là tôi không cần phải đi làm à, chỉ cần là chiều 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 là bắt đầu là tôi tới, tôi hỏi à, thần tài ở ngày mai con bước chân nào, chân trái hay chân phải ra trước, rồi con ra đấy con gặp cái chi để con làm con kiếm kiếm tiền khỏe hả à, bán số à, mua số à, cần chi mà nó thật sự. Bây giờ lên gọi là đọc cái bài chú đại bi chi mà nó cái vất vả vậy để xin căn nhà đấy. Ước chi mà nó thật sự một đứa trẻ nó không ước cái nhà ăn ngon mặc đẹp mà lại ước căn nhà. Mà cái vị khán giả đêm hôm cũng đã nói trên kênh của tôi, sao là nói là con bé thích mặc đồ lam à, mà những cái clip bà con, những cái clip vừa qua đấy bà con thấy đi, hai cái clip liên tục, một cái clip phát gạo và một cái clip mà tới chỗ cái nhà của là anh Phú, thì bà con thấy là bé cái mặc đồ lam hay không, hay là vẫn mặc đồ bộ như bao đứa trẻ khác, nó vẫn hồn nhiên, nó vẫn ngây thơ vậy thôi đấy. Rồi phải đến trường nó mặc đồ chi, đến trường nó có mặc đồ lam hay không, cái đồ lam là một trong những cái bộ đồ để ma mị nó dễ hơn đấy, cũng giống thời con ven thôi quý vị, cũng giống thời con ven thôi đấy, nó đi bán vé số nó cũng dứt một bộ đồ lam vô cho được. À, ra ngoài vé số cũng là cái như là cũng nói cái giọng giọng mấy cái cỡ kiểu kiểu là gì à, ngẫm đực đó, rồ 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 rất là gầm gầm lên, nhớ như mấy cái cũng phim Hồng Kông đấy quý bà con đấy. Rồi mấy ông thấy lạ quá rồi quay lên, rồi cái như là tôi nói quý bà con cũng do khán giả chúng ta à, cũng do một số người còn cái như là mê tín dị đoan đấy, rồi đẩy nó lên một cái cao trào đó, rồi từ đó rồi cái như là à, tôi nói với con xã hội mà có người này người khác, có người á, là họ là Phật tử nhưng mà họ cái như là vẫn còn cái tà kiến, vẫn còn dị đoan mê tín à, còn có người là cái như là không phải là đạo Phật à, nhưng họ bản là thấy cái hiện tượng đó bắt đầu họ cổ xí, thấy họ đu theo à, rồi gặp YouTube á, là nó không có trình độ à, nó không có đạo đức à, rồi nó quay lên đấy rồi nó đẩy lên cái cao trào. À, rồi cuối cùng sao, cộng đồng mạng bị gạt, mạnh thường quân bị lừa đó, rồi bản thân YouTube với nhân vật là gọi là anh gọi là béo tròn no đủ đó. Con ven bà con thấy đùng một cái tự nhiên là có cái nhà có xe đó, nhưng mà nó thật sự nó phổ độ con của nó không nấu, con của nó còn dục cái nhà trẻ mà đòi đi phổ độ chúng sanh đó. Rồi từ lúc mà chưa có nhà có cửa thì cái ngồi gốc cây này gốc cây nọ, lúc có nhà có cửa rồi bà con thấy nó ngồi toàn khách sạn quán bar vũ trường không à, và ngồi trong lòng đàn ông không, chứ có bao giờ nó thật sự à, mà nó ngồi cái như là gốc cây nữa đâu à, nó bảo rằng gì cái cuộc đời của nó là để cho kiến cánh mũi chích à, nó mới phổ độ được chúng sanh à, sao bây giờ nó thật sự có căn nhà rồi đấy mà cái như là không ra nằm giữa gốc cây cho kiến cánh mũi chích đi, bây giờ đỡ đàn ông chết ấy, bây giờ hoàn toàn bây giờ hoàn toàn là những con người nó không có thực tế đó, một con người như con ven mà ngày xưa cũng đẩy lên cái cao trào đó, rồi bây giờ đó ngày xưa cũng cái bà gọi là Quách Linh Bách Đồ gì đó, bà lên bà cũng tung hô con ven, bà bảo rằng con ven là cái như là cõi trên xuống à, điển xuống à, bà nói cõi trên là điển xuống cho nên là à, sau này con ven sẽ phổ độ chúng sanh. Ông nậu ơi à, con ven là cái thời điểm mà nó lên đó là nó hai mấy tuổi rồi quý bà con, nó gần gần 30 tuổi rồi.
đến bây giờ bà lên bà gọi là không không biết là ai mà rút cái lưỡi của bà sao đó, bà lại đi nói ngược. Bây giờ là trên điển xuống là toàn những người nhỏ tuổi không để mà có sức đi đánh trận. Bây giờ là từ nhỏ nhỏ cho đến 18 tuổi thôi. Bà đây cũng cũng dữ quá vậy, bà cũng dạng dạng cũng cõi từ trong đó ra đó. Bà bảo rằng bây giờ là điển từ trên xuống là những đứa trẻ nhỏ 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 rồi từ 18 tuổi trở lại, chứ còn quá 18 tuổi là không chơi, không có sức đánh trận. Tôi hỏi trận chi đánh. Rồi còn các bà là lên có như là cái như là long hoa sắp bắt đầu đó, chung là nói cái ngôn ngữ của họ thì mình không rành lắm, nhưng cũng có những cái ma mị. Mà tôi nói với bà con cái hội long hoa là xem như là nay là mấy chục năm rồi, cái năm nào có như có thấy xuất hiện một đứa trẻ bắt đầu cũng là hội long hoa. Bắt đầu là cái vài bữa cũng là hội long hoa. Trời đất thánh thần ơi, ủa cái hội chi mà nói thật sự thì thâu giả sử ta biết cái hội long hoa là ta biết thẳng là cái ngày nào tổ chức chứ, đúng không? Giống như đám cưới đám đồ đó quý bà con, mình nói đám cưới thế là đám cưới ngày nào giờ nào tổ chức rồi mời khách chứ. Chứ còn nói cái hội long hoa mà tao nói hết đời này đời nọ, hết năm này tháng nọ toàn là cái hội long hoa long đồ đấy mà không biết cái ngày, có nghĩa là lên nó càng nói bậy thôi đấy. Mình đã biết cái hội long hoa nó sẽ hình thành thì mình cho cái như là cộng đồng mạng, cho Phật tử biết là cái ngày nào sẽ tổ chức hội long hoa để người ta còn chuẩn bị người ta tới dự chứ đấy. Lên nó bừa nó cái nó càng mà gặp mấy thằng YouTube tôi nói quý bà con ngu lâu dốt dài khó đào tạo đó. Nó không có hỏi, chứ gặp tôi hỏi cô biết hội long hoa chuẩn bị ra đời chuẩn bị bắt đầu thì cô cho con hỏi thêm cái ngày giờ nào tháng nào để con biết con gì cô còn chuẩn bị, đúng không? Tôi nói hỏi câu đó là cái như họ ngậm mồm liền chứ biết được mới giỏi. Không hỏi đi, bỏ tay. Chung là nó thật sự quý vị bó tay bó chân luôn. Rồi bây giờ cái thầy mà Thích Chí Trung, Thích Chí Trung ông cũng lên ông hỏi bây giờ đó, ông là người bệnh đó, bây giờ nếu mà bé Tường Lam đó với gia đình bé Tường Lam nếu mà biết được ngày nào ổng ra đi đó, thì cũng nên mà cái như là cho ổng một cái ngày giờ cụ thể đi. Nói bao nhiêu ba họ 83 Mẹ sao bảy ba sao ba ăn nhậu quá trời mà được 83 luôn, con bất công quá vậy. Bà con thấy vô lý không? Nó bảo niệm Phật ăn chay để cho cái tăng tuổi thọ mà mẹ biết niệm Phật ăn chay mà mẹ có 73 còn ba cái như ăn nhậu tối ngày mà ba lên 83. Đúng không? Riêng câu đấy thấy là có những cái vấn đề đâu. Đấy, còn cái vấn đề bảo rằng phát 1.000 ký gạo để mà tăng trưởng tuổi thọ. Thế cái này đã có chứng minh hay chưa? Dĩ nhiên làm một điều thiện điều lành là điều tốt. Đấy. Khi mình làm bất kỳ một cái việc chi quý vị mà mình không có nghĩ việc đó sẽ đem lại gọi là cái lợi thân thì cái việc đó nó mới có phước. Chứ còn mình làm bất kỳ một cái việc gì mà mình nghĩ mình làm cái đó là để mình mang phước về cho mình, tôi nói quý bà con có đào đi chăng nữa cũng không thấy phước đâu. Có làm nhiều hơn thế nữa cũng không thấy phước. Có nghĩa anh làm trong cái tâm của anh cũng đã có những cái dụng ý vụ lợi trong cái chuyện đó. Có phước anh mới làm, còn không có phước anh không làm. Đúng không? Phát 1.000 ký gạo, bảo rằng phát 1.000 ký gạo sẽ có phước, sẽ tăng trưởng tuổi thọ. Bắt đầu bây giờ cái phong trào đấy là cái như bắt đầu tôi thấy bây giờ là cái nó lên quá trời quá đất. Mà tôi hỏi bây giờ đó, người ta bảo thi ân bất cầu báo rồi. Đã thi ân bất cầu báo chứ. Bây giờ anh đi làm đấy mà anh để cho lợi lộc bản thân anh thì nó thật sự đây anh đi làm có cái dụng ý. Anh đi làm có dụng ý chứ không phải là anh đi làm cái như là gọi là tùy tâm. Đúng không? Mà anh đã đi làm mà nó thật sự anh tính cái đường lợi hại cái như là hơn thua thiệt hại trong đó, thật sự quý bà con có đi làm cỡ nào chăng nữa cũng không có phước. Bà con nghe câu chuyện mà một ông địa chủ ông đi cỡ như là tới chùa ông cúng không, ông địa chủ mà ông tới chùa ông cúng là nó thật sự cái như chùa cần cái chi là ông cúng cái đấy, chùa cần cái chi đó là ông tới gọi là ông xả hầu bao ra ông cúng. Còn một cái ông ăn xin đó là ông không có tới chùa ông cúng, mà cái như là ông giúp cho một cái ông già mà nó còn khổ nghèo ông nữa, cuối cùng cái ông ăn xin đó thành Phật.
Còn cái ông địa chủ đó, đó thật sự sau này ông thành cái ụ gà mối đó. Vì cái ông nội mà địa chủ đấy, ông tới chùa ông cúng là chỉ mong được phước, ông mong được là cái như sau này ông sẽ kiếp sau ông giàu sang hơn, kiếp sau ông sẽ là cái như là nó cái sự nghiệp của ông là nó to hơn bây giờ. Đó, cứ tới chùa cúng là cái như nó thật sự đây giống như là đi tới chùa đó mà cái như là lo lót cho cái như là đấng bờ trên đó. À, có nghĩa là ông tới ông cúng xong rồi ông tới đứng trước bàn thờ Phật ông khấn, à, hôm nay con tới chùa con cúng đôi ba ký gạo, à, mong rằng thần Phật phù hộ cho con, kiếp sau con sẽ thế này nè. Có nghĩa ông đấy làm các cái mưu đồ. À, mà những người nó thật sự đã tới cửa chùa mà cái còn cái tâm mình còn không buông xả, mà bây giờ nó thật sự còn các cái mưu đồ gọi là để lấy tiền để đối cái như đối tài đối lợi, thì thật sự không có tài có lợi nào hết trơn. Giúp người mà còn cái để cúng ngàn cái gạo để cho cái như là tăng trưởng tuổi thọ. Đấy, thì đây là gọi là đi giúp người có cái dụng ý. Dĩ nhiên là tôi không phản bác cái câu chuyện đi làm thiện hay là đi giúp người là một điều tốt. Nhưng mình giúp gọi là tùy tâm. À, mình đừng có nghĩ là mình giúp cái đó mình có lợi gì. À, thì tôi nghĩ là cái lợi, cái phước của mình nó mới có chứ. Thế còn bây giờ anh đi giúp mà nó thật sự anh còn hô hào la cho to nữa. Đấy, kiểu đây là thua rồi. Đấy, mà nghe lời một đứa trẻ. Nghe lời một đứa trẻ vậy là thua. Một đứa trẻ bây giờ nó gọi là nó lên nó nói những đôi câu cái như là tào lao bắt xế, rồi bắt đầu là cái như là cá những người lớn chúng ta cũng phải là phải nghe, trời ơi bó tay. Rồi bây giờ cái như là mẹ 73 tuổi, họ 73 tuổi cùng ba 83 tuổi, mà mẹ đọc kinh nhiều, bà con thấy đi, mẹ đọc kinh nhiều mà thọ 73 tuổi, có nghĩa rằng trong cái câu chuyện này, chúng ta có nghe một cái chi tiết là mẹ của bé Tường Lam này vẫn có đọc kinh nha. Vẫn có đọc kinh. Thì cái câu chuyện mẹ bé Tường Lam này đọc kinh thì bé Tường Lam nó gần gũi người mẹ, nó sẽ nghe và nó sẽ thuộc. Được không? Đây là câu bé Tường Lam nói một cái lời nói vô tư. Nhưng những người lớn ta mà khi mình nghe lại vấn đề này, mình nghe lại vấn đề này thì mình sẽ hiểu rằng mẹ bé Tường Lam này cũng có nghe kinh, cũng có đọc kinh. Mà những đứa trẻ như bé Tường Lam nó như một cái tờ giấy trắng, nó giống như một cái bình, cái bộ nhớ của nó giống như một cái bình mà nó chưa chứa bất kỳ một cái gì đâu quý vị. Đó. Cho nên bây giờ đố cái chi là nó dung nạp, đố cái chi là gọi là nó dung nạp. Một đứa trẻ cực kỳ vô tư. Cho nên là nó thuộc lòng những cái chi mà nó nghe, nó hiếu những cái chi mà nó thật sự nó đam mê, nó cực kỳ nhanh gọn lẹ.